Thì nay tôi đang không phải có mặt trên phố phường Hà Nội mà tôi đang có mặt tại khách sạn DW Marriott, một trong khách sạn 5 sao nổi tiếng hàng đầu Việt Nam các bạn. Đấy, đây là một mô hình chiếc lô của rất là thú vị luôn. Đấy, anh chiếc lô nha, một đoạn là trên chiếc lô của các nhà. Thì chiếc lô của cái đấy không sao, thì chiều nay là các mô hình từ tất cả đồ. Các bạn có thể thấy là hai bên đường này đây chính là cái mô hình kinh doanh này, cái mô hình của khách sạn DW Marriott các bạn. Rồi, chúng tôi theo xuống đi nhá. Các bạn sẽ thấy là đây nó có một cái xe đạp chúng ta không biết đâu. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.